Hello, các bạn đang xem video trên kênh TTN. Tiếp tục ngày hôm nay thì mình lại làm clip mở hộp và review cho anh em xem một cái bộ sản phẩm khác. Sản phẩm ở cái clip thứ 3 này là một bộ tất của 3 cái, 3 loại thì đúng hơn. Một là cái tất thể thao lam, dày dặn cho lam. Giá gốc của cái tất này là 44.906 đồng. Nhưng mà mình mua cho cái đợt sale giảm giá là 28.290 đồng, tức là được giảm giá 37%. Và cái sản phẩm thứ hai là vớ cao mắt cá chân làm bằng cốt tông mềm họa tiết emo vui nhộn. Giá gốc của nó là 35.000 đồng, nhưng mà cái giá mình mua trong cái đợt sale giảm giá là chỉ có 3.300 đồng, tức là được giảm giá đến 91%. Sản phẩm thứ ba là một cái vớ len dài họa tiết dọc ngang chất lượng cao cho nam, màu hình như là màu coffee thì phải, tức là nó kiểu dạng màu lâu đấy. Giá gốc của cái tất này là 27.982 đồng, và cái giá mình mua trong cái đợt sale giảm giá là 18.800 đồng, tức là được giảm giá 33%. Phí ship từ shop Hà Nội à? Hà Nội thì cách chỗ mình tầm khoảng 80 cây số thôi. Phí ship là 17.000 đồng, nhưng mà được Shopee họ hỗ trợ 100% phí ship, tức là không mất đồng nào cho vận chuyển cả. Cho nào ngày đặt hàng 29 tháng 12 năm 2020, tức là cái sản phẩm này là mình để quên ở chỗ bưu cục này. Cái quãng thời gian vừa rồi là mình bận quá, mới là cái con điện thoại của mình nó hay bị sập nguồn, nên là có thể là bên shipper họ không liên hệ được. Thế nên là cái mãi cách đây mấy hôm thì mình mới có điều kiện mình đến nhận hàng. Cái vấn đề này là lỗi ở chỗ mình chứ không phải là lỗi bên shop hay là bên đơn vị vận chuyển. Rồi bây giờ mình sẽ mở luôn hàng cho anh em xem bên trong của nó. Ở miền Bắc mình thì hay gọi cái này là tất hơn, còn có lẽ là cái tên vớ là có lẽ là ở trong Nam mới gọi. Có cái đôi tất này khá là đẹp này. Xem nào, thương hiệu gì mình nhìn chữ mình cũng không biết, chữ nó rất là khó nhìn. Enjoy do Sock Style. Mình sẽ xem cái đôi tất này trước, mình thấy nó hoa văn khá là đẹp. Không biết là nam giới là dùng cái đồ này thì có vấn đề gì không? Cái này là con em mình nó mua, con em gái. Vớ len dài họa tiết sọc ngang chất lượng cao cho nam, có lẽ là chính là cái này đây. Cái này là giá 18.800 đồng đây. Cặp này là 18.800 đồng. Đó, chính là cái này. Xem nào. Tất thể thao dày dặn cho nam, chính là cái này. Cái này là giá 28.290 đồng. Cái này thì nó... cái đôi tất này thì nó không khác gì ở chỗ mình bán cả. Mình cũng có một cái đôi tất xám xám kiểu giống như này thôi. Giá thì ngày xưa mình mua ở chợ mình cũng chả nhớ nó rõ lắm. Đôi tất này thì khá là dày.
trông cũng được, tuy nó không được bắt mắt cho lắm, nhưng mà có lẽ là đồ nam thì nó thế. Đồ lam thì thường thì những cái họa tiết thì nó không được sặc sỡ cho lắm. Xem là vớ cao mắt cá chân làm bằng cốt tông mềm mại, họa tiết emo vui nhộn. Chính là cái này, emo vui nhộn. Đây ạ. Cái hình thêu của nó khá là đơn giản, không, mình nghĩ đây là cái nhuộm hơn chứ không phải là thêu. Nó đơn giản, nó chỉ là vẽ vào thôi. Mình thì chả thấy nó vui nhộn chỗ nào cả. Nói chung là với cái đồ, cái đôi này có 3.300 đồng anh em ạ. Với 3.300 đồng thì mình cũng không đòi hỏi cái gì lắm, nhưng mà cũng được. Mua với cái giá này nào rất là rẻ rồi. Nói chung là cái bộ sản phẩm của chúng ta thì ở trong cái clip này thì nó cũng chỉ có 3 đôi tất, chả có cái gì nhiều để mà nhận xét. Nhưng mà mình đánh giá rất cao cái đôi tất này về cái thẩm mỹ của nó. Cái đôi tất này là 18.800 đồng. Còn cái đôi tất thể thao lam này là 28.290 đồng. Còn này, cái đôi tất, à cái gọi là cái gì, vớ cao mắt cá chân cho lữ, thì cái đôi này chỉ có 3.300 đồng thôi, rất là rẻ. Thôi có lẽ là clip và hộp review 3 đôi tất của chúng ta từ đây là kết thúc. Cảm ơn các anh em đã đón xem nhé.